Xin chào quý vị khán giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai. Nhân dịp xuân về, Trường Huy Cường xin kính chúc cho quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là thành công trong mọi công việc. Happy New Year!